Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, ngày 24 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2018-2019. Sự kiện trong tuần: ký kết thực hiện chuỗi liên kết sản xuất chế biến ngao theo tiêu chuẩn ASC. Sáng nay 24 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp cùng Quỹ khuyến học khuyến tài Lương Thế Vinh tổ chức lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2018-2019. Dự lễ tuyên dương có đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Khương Thị Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cục vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát biểu tại lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2018-2019, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của các em học sinh, giáo viên tiêu biểu, đặc biệt là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện hiệu quả nghị quyết 29, thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp để đổi mới chương trình, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch tại các cơ sở giáo dục. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện phương pháp giảng dạy và công tác quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học, tiếp tục giữ vững thành tích là đơn vị dẫn đầu phong trào giáo dục của cả nước. Năm học 2018-2019, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn của tỉnh ổn định và phát triển. Tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, Nam Định là tỉnh có điểm số trung bình cao nhất toàn quốc, trong đó có 8 trên 9 môn trong top 10 tỉnh có điểm số cao nhất toàn quốc. Thi học sinh giỏi quốc gia có 75 học sinh đạt giải, 1 học sinh đạt huy chương bạc Olympic hóa học quốc tế, 1 học sinh đạt huy chương bạc Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương. Tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh có gần 2.000 học sinh các cấp đạt giải. Các cuộc thi, hội thi phong trào do Sở và Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức cũng có hàng trăm học sinh đạt giải. Tại lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2018-2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen và phần thưởng cho 124 học sinh giỏi tiêu biểu cùng các giáo viên tiêu biểu của các cấp học. Tổng số tiền thưởng Quỹ khuyến học Lương Thế Vinh trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc và giáo viên tiêu biểu trong dịp này là 1,6 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện nổi bật nhất trong tuần là lễ ký kết thực hiện chuỗi liên kết sản xuất chế biến ngao theo tiêu chuẩn ASC giữa công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Lenger Việt Nam, Ủy ban Nhân dân hai huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng và các hộ nuôi ngao trên địa bàn tỉnh. Đây là tiêu chuẩn quốc tế được nhiều quốc gia áp dụng để kiểm soát chất lượng thực phẩm nhập khẩu, mở ra một hướng phát triển mới cho ngành nuôi ngao của tỉnh. Chương trình sự kiện trong tuần hôm nay, chúng ta hãy cùng bàn luận sâu hơn về sự kiện này. Chứng nhận theo tiêu chuẩn ASC là sự xác nhận cấp quốc tế đối với thủy sản được nuôi có trách nhiệm, giảm thiểu tối đa tác động xấu lên môi trường, hệ sinh thái, cộng đồng dân cư và đảm bảo tốt các quy định về lao động. ASC đang có những bước tiến bộ vượt bậc trong việc hướng đến mục tiêu để trở thành chương trình chứng nhận và dán nhãn hàng đầu thế giới, đồng thời đưa sản phẩm thủy sản an toàn từ các trại nuôi ra thị trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Lenger Việt Nam, đơn vị tiên phong trên cả nước và thế giới thực hiện sản xuất chế biến ngao theo tiêu chuẩn ASC là tiêu chuẩn quốc tế được nhiều thị trường lớn như châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản áp dụng để kiểm soát chất lượng thực phẩm nhập khẩu. Để chuỗi liên kết sản xuất chế biến ngao của tỉnh đạt mục tiêu được chứng nhận quy chuẩn ASC vào giữa năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Lenger Việt Nam ký kết hợp tác với Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản Bền vững và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn trực tiếp hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ nuôi ngao thực hiện nghiêm ngặt đầy đủ mọi quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn ASC yêu cầu đối với quá trình sản xuất, chế biến và tiếp cận các thị trường nhập khẩu thủy sản. Thưa quý vị và bạn, khách mời trong chương trình này là bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định. Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Định.
Thứ ba là sự kiện ký kết thực hiện chuỗi liên kết sản xuất chế biến ngao theo tiêu chuẩn ASC giữa công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Lenger Việt Nam, Ủy ban dân hai huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng và các hộ nuôi ngao trên địa bàn tỉnh vừa qua sẽ tác động như thế nào đối với ngành nuôi ngao của tỉnh ạ? Cái sự kiện mà ký kết liên kết chuỗi giá trị sản xuất ngao theo tiêu chuẩn ASC ấy, của Nam Định đối với công ty thủy sản trách nhiệm hữu hạn thủy sản Lenger Việt Nam trong cái thời gian vừa qua ấy, mà nếu khi mà thực hiện hoàn thành cái dự án đó ấy, thì nó sẽ giúp cho ngành ngao của tỉnh Nam Định rất là tốt. Thứ nhất là nâng cao cái giá trị thương hiệu ngao của Nam Định không những là ở trong nước mà là trên thị trường quốc tế, bởi vì đây là một cái chứng chỉ đặt theo cái tiêu chuẩn của quốc tế. Như vậy thì con ngao của tỉnh Nam Định có thể là tiêu thụ được tất cả các thị trường khó tính ở trên thế giới. Và đối với người nuôi ngao thì sẽ có một cái kế hoạch sản xuất vì có đầu ra ổn định và nâng cao thu nhập, bởi vì công ty ấy là cam kết là sẽ mua cho cái người dân ở trong vùng ngao đạt cái chứng chỉ ESC này tăng hơn giá thị trường là từ 3-5%, sẽ tạo lập được một cái ngành nuôi trồng thủy sản bền vững, giảm thiểu được cái tác động tiêu cực của môi trường đối với cái vùng nuôi ngao của tỉnh Nam Định. Qua thực hiện cái dự án này thì sẽ góp phần là thay đổi cái thói quen mà cái thói quen sản xuất cũng như là suy nghĩ của người dân từ cái việc là nuôi trồng tự do là sang nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm đối với môi trường sinh thái, trách nhiệm đối với an sinh động vật, với xã hội và đảm bảo an toàn thực phẩm. Vâng, được biết dự án sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 8 năm 2019 và hướng tới đạt chứng nhận ASC vào giữa năm 2020 và sẽ mở rộng và duy trì diện tích đạt chứng nhận ASC. Vậy để đạt mục tiêu đề ra thì trong thời gian tới chúng ta sẽ tập trung vào những hoạt động gì thưa bà? Ban đầu thì dự án định là thực hiện từ tháng 8 năm 2019 và đến giữa năm 2020 thì sẽ hoàn thành được các tổ chức quốc tế sang sẽ là xác nhận đạt được cái chứng chỉ ASC. Nhưng mà chúng tôi thì đang mong muốn là chỉ đặt ra cái kế hoạch là chỉ hết tháng 3, tức là đầu quý 2 là chúng tôi sẽ đạt được cái chứng nhận ASC đó. Thế thì từ nay đến cái thời gian đó thì cũng còn rất là ngắn, cho nên là chúng tôi phải tập trung, phải hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người dân đấy, để ví dụ như là chứng thực rồi xác nhận hồ sơ đấy, rồi địa điểm nuôi ngao của người dân để mà cho công ty có cái cơ sở để hỗ trợ cho người dân. Thứ hai nữa là phải tập huấn cho người dân những cái yêu cầu để người dân người ta biết được để thực hiện theo những cái yêu cầu của cái chứng nhận ASC đó. Cái việc tập huấn này ấy, thì không những ngay bây giờ mà phải thường xuyên để cho người dân người ta duy trì những cái yêu cầu đó và mở rộng, để tuyên truyền mở rộng cho những cái người khác làm theo. Và công ty thì phải vẽ lại và cập nhật cái sơ đồ hiện trạng ấy của những cái người nuôi ngao đó. Đồng thời thì phải giúp người dân trong cái việc là ghi chép rồi truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong cái quá trình đánh giá cái hiện trạng để mà đạt được cái chứng nhận ASC. Trong bản thỏa thuận hợp tác, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Lenger Việt Nam, các cấp chính quyền và hộ nuôi ngao trong tỉnh hướng đến mục tiêu chung là chấp hành các quy tắc gồm tuân thủ quy định pháp luật của quốc gia sử dụng sản phẩm, quy định bảo vệ môi trường, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh với cộng đồng, đảm bảo an sinh động vật, đa dạng sinh học, đặc biệt phải đảm bảo an toàn vệ sinh, truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Điều đó đòi hỏi hộ nuôi phải ghi chép nhật ký hàng ngày. Trong cái thời kỳ mình phải ghi ngày tháng, rồi là cái khâu chăm sóc, rồi mình thu hoạch là ngày thu cũng phải có ghi chép. Tôi rất phấn khởi vì là mình làm những cái việc này là có lợi cho, trước tiên là về gia đình nhà mình, cái thứ hai là về xã hội, cái thứ ba là bà con, là mình là hỗ trợ được bà con những cái công ăn việc làm. Theo ông Nguyễn Hồ Nguyên, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Lenger Việt Nam, khi Việt Nam tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Thương mại Tự do EU Việt Nam, nhu cầu sản phẩm thủy sản có chứng nhận MSC và ASC tăng mạnh. Do đó, việc cấp chứng nhận ASC sẽ mang lại lợi ích lớn cho những người nuôi ngao, lĩnh vực nuôi ngao được phát triển mạnh và đồng thời cũng tạo nguồn hàng xuất khẩu dồi dào hơn. ASC cũng là một chứng chỉ quốc tế, là chấp nhận là con ngao nuôi có cái trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội,
ví dụ như đảm bảo về vấn đề cuộc sống của người lao động thế nào, rồi đảm bảo về vấn đề trách nhiệm của họ đối với người xã hội thế nào. Cho nên là cũng là một cái sự thay đổi thói quen của người lao động. Hiện tỉnh ta có gần 2.000 hecta diện tích nuôi ngao tại hai huyện Giao Thủy và Nghĩa Hưng. Những năm qua, nuôi ngao đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế của địa phương, cải thiện nâng cao thu nhập cho người nuôi. Việc hướng tới đạt chứng nhận tiêu chuẩn ASC đã chính thức nâng tầm con ngao Nam Định nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây là bước đánh dấu sự trưởng thành của người nông dân, ngư dân Nam Định, đồng thời cũng là một bước tiến mới trong tư duy phát triển kinh tế của nông dân, của doanh nghiệp và của các cấp chính quyền. Xin bà cho biết là ngành nông nghiệp có lưu ý gì đối với các hộ nuôi ngao khi tham gia chuỗi liên kết này để đảm bảo các yêu cầu của dự án cũng như là khắc phục những tồn tại hạn chế hiện nay? Thực hiện cái dự án này ấy, thì các nhà tư vấn là đã đi khảo sát cái vùng nuôi ngao của tỉnh Nam Định. Thế thì còn các tư vấn là có đánh giá là hiện tại cái vùng ngao của tỉnh Nam Định thì các yêu cầu thì đã đạt được khoảng 80% rồi. Thế thì chỉ còn một số những cái vấn đề mà chúng ta cần phải khắc phục với người dân, các cơ quan quản lý nhà nước và những cái yêu cầu đối với các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là chính quyền địa phương ấy, thì đã cơ bản là hoàn thành rồi. Thế bây giờ chỉ vấn đề là ở người dân, người ngư dân nuôi ngao. Thứ nhất là cái người dân phải đảm bảo được cái môi trường nuôi ngao. Bởi vì hiện nay ấy, thì do tác động của biến đổi khí hậu rồi quá trình đô thị hóa cho nên là cái việc ô nhiễm môi trường là rất là dễ xảy ra, cho nên là người dân phải đặc biệt là quan tâm tới cái môi trường này, tức là thực hiện các biện pháp để đảm bảo cái môi trường của cái bãi ngao theo yêu cầu của hướng dẫn của các cơ quan địa phương cũng như là của tư vấn. Đặc biệt là lưu ý đối với người dân là phải ghi chép đầy đủ nhật ký trong cái quá trình nuôi, tức là trong cái quá trình nuôi từ khi nhập giống đến cải tạo bãi nuôi và chăm sóc và như thế nào thu hoạch thế nào đều phải ghi chép hết đầy đủ để giúp người ta còn truy xuất nguồn gốc. Và người dân cũng phải tham gia để tuyên truyền phổ biến cho những cái người khác cùng phải thực hiện theo, vì nó có tính chất cộng đồng và xã hội. Và một việc nữa là người dân phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật như là luật thủy sản, luật bảo vệ môi trường. Vâng, có thể thấy ngành nuôi ngao hiện nay của tỉnh ta đang đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức như ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và vấn đề kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Việc hợp tác thực hiện chuỗi dự án nuôi ngao đạt tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế ASC sẽ là một dấu mốc quan trọng nâng tầm các sản phẩm ngao của Nam Định. Một lần nữa xin cảm ơn bà về những chia sẻ vừa rồi. Bảy tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện Nam Trực tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018. Công ty cổ phần thời trang chuyên nghiệp Giao Thủy cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Bảy tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện Nam Trực ước đạt gần 3.830 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018. Các ngành công nghiệp trọng điểm của huyện như cơ khí, dệt may, da giày, sản xuất vật liệu xây dựng đều đạt mức tăng trưởng khá. Toàn huyện Nam Trực hiện có gần 80 doanh nghiệp, hơn 3.200 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động ổn định tại 3 cụm công nghiệp tập trung và 7 làng nghề. Làng nghề truyền thống và các điểm công nghiệp tập trung ở các xã Tân Thịnh, Nam Tiến, Đồng Sơn. Để tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp chủ lực, tạo động lực để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong năm 2019 và các năm tiếp theo, huyện Nam Trực chủ trương phát huy hiệu quả của các cụm điểm công nghiệp hiện có, hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm điểm công nghiệp theo kế hoạch, xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, phát triển mạnh các ngành nghề truyền thống, kết hợp giữa phát triển công nghiệp với phát triển dịch vụ thương mại, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, khuyến khích tạo điều kiện ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của huyện. Phấn đấu hết năm 2019, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 20.000 lao động mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong môi trường cạnh tranh hiện nay, để phát triển bền vững, đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm và đảm bảo an toàn lao động. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng gắn kết người lao động với doanh nghiệp, tạo nền tảng doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững. Với quan điểm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, góp phần tăng năng suất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, những năm qua, công ty cổ phần thời trang chuyên nghiệp Giao Thủy luôn quan tâm đầu tư và chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
Làm việc tại công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy đến nay được gần 2 năm là khoảng thời gian đủ để chị Phan Thị Vân cảm nhận rõ sự quan tâm, chăm lo của công ty dành cho công nhân lao động. Tại nơi đây, vai trò của công nhân lao động được coi trọng đúng mức, điều kiện môi trường làm việc thân thiện. Công nhân được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và được phát huy quyền dân chủ tối đa, được nói lên những ước muốn, tâm tư, nguyện vọng của mình. Điều đó đã giúp họ có thêm động lực để cống hiến hết mình cho doanh nghiệp. Ngoài những cái giờ làm việc ở đây thì những cái ngày nghỉ thì công ty có tổ chức cho bọn em là tham gia những cái hoạt động team building ấy. Thì em cũng là một trong số những người được tham gia thì em cảm thấy rất là vui. Với quan điểm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, góp phần tăng năng suất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần thời trang chuyên nghiệp Giao Thủy phối kết hợp với tổ chức công đoàn xây dựng môi trường làm việc xanh sạch đẹp. Để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, công ty thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và thực hiện tốt chính sách về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Người lao động làm việc 8 giờ một ngày và được nghỉ giữa giờ, mỗi tháng được nghỉ 4 chủ nhật và nghỉ các ngày lễ Tết. Nếu phải làm thêm giờ, người lao động được trả lương theo quy định, nếu phải làm vào chủ nhật thì được nghỉ bù. Hiện thu nhập bình quân của người lao động trong công ty từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Đảm bảo cho cán bộ công nhân viên, nhất là những người lao động trực tiếp khi đến công ty thì được sống và làm việc trong một cái môi trường nó hiện đại, văn minh và sạch sẽ. Ngoài những cái hoạt động sản xuất ra thì sau những giờ làm việc hoặc trong những ngày nghỉ thì chúng tôi cũng đã hết sức quan tâm và đã tổ chức cho các anh chị em cán bộ công nhân viên có những hoạt động ngoại khóa nó bổ ích. An toàn lao động là một trong những yếu tố quan trọng để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững. Với sự quan tâm đầu tư và thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm điều kiện làm việc cho người lao động, những năm qua công ty cổ phần thời trang chuyên nghiệp Giao Thủy không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ, không có công nhân mắc bệnh nghề nghiệp. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để công ty phát triển ổn định bền vững. Đa dạng các loại hình giáo dục nghề nghiệp tạo thuận lợi cho người học đăng ký tham gia học nghề. Ngành y tế phát triển nguồn nhân lực. Quỹ vì người nghèo góp phần chung tay giúp đỡ người nghèo ổn định cuộc sống. Thời gian qua, việc sáp nhập các trung tâm dạy nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, nâng cấp các trung tâm dạy nghề thành trường trung cấp nghề, các trường trung cấp nghề thành các trường cao đẳng nghề đã giúp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh ta ngày càng phát triển đa dạng, loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp phong phú với sự tham gia của tất cả các thành phần công lập, tư thục và doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người học đăng ký tham gia học nghề, ngành nghề đào tạo đa dạng, giúp người học có nhiều sự lựa chọn về nghề nghiệp, đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Hiện nay, toàn tỉnh có 7 trường cao đẳng, 12 trường trung cấp, 16 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Như vậy, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chiếm 88,6% tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục chỉ chiếm 11,4%. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh từng bước đổi mới phương pháp đào tạo cho phù hợp với đối tượng người học, tăng cường các giờ giảng thực hành, tích hợp gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo, đánh giá kết quả tốt nghiệp và giải quyết việc làm. Các trường chủ động phối hợp với doanh nghiệp đưa học sinh, sinh viên thực tập để vừa giảm chi phí đào tạo, học sinh tiếp cận được với công nghệ, máy móc hiện đại và sau khi ra trường, các em được nhận ngay vào làm việc. Học sinh tốt nghiệp hệ trung cấp cao đẳng ra trường có việc làm ngay đạt trên 90%, có trường đạt 100%. Riêng một số ngành nghề như hàn, may, học sinh chưa tốt nghiệp doanh nghiệp đã nhận vào làm việc. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm sau cao hơn năm trước, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh đến hết năm 2018 đạt 44%. Thời gian qua, ngành y tế tỉnh ta đã đa dạng hóa các hình thức đào tạo, nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo cán bộ y tế nhằm đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực y tế đang thiếu hụt ở các đơn vị. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, ngành y tế tỉnh tiếp tục tăng cường đào tạo mới, đào tạo lại cán bộ chuyên khoa, định hướng đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ,
tăng cường công tác đào tạo cán bộ y tế như cử bác sĩ đi đào tạo sau đại học, đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng, từng bước khắc phục khó khăn về nguồn nhân lực cho y tế các tuyến. Đến nay, toàn ngành y tế đã có trên 4.000 cán bộ y tế ở cả 3 tuyến, trong đó có khoảng 1.300 bác sĩ. Nhiều đơn vị đi đầu trong việc tuyển đội ngũ nhân lực ngành y tế có chất lượng cao về công tác, chú trọng quán triệt nâng cao y đức, thái độ phục vụ người bệnh. Theo quy hoạch phát triển ngành y tế đến năm 2020 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Giai đoạn 2015-2020, tỉnh ta phấn đấu có 9 bác sĩ trên 1 vạn dân, 2,5 dược sĩ đại học trên 1 vạn dân, 100% trạm y tế xã có bác sĩ. Giai đoạn 2014-2019, Ban vận động Ngày vì người nghèo các cấp trên địa bàn tỉnh ta đã vận động được sự ủng hộ của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân với tổng số tiền gần 37 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vì người nghèo đã góp phần chung tay giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, giúp họ có thêm niềm tin và phấn đấu vươn lên, thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Với thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau, Ban vận động Ngày vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã huy động tối đa mọi nguồn lực, vận động các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo nhằm giúp đỡ để người nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thông qua nguồn quỹ vì người nghèo, từ năm 2014 đến nay, Ban vận động Ngày vì người nghèo các cấp đã hỗ trợ xây mới 763 nhà đại đoàn kết, sửa chữa nâng cấp 317 nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hỗ trợ về giống vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để hộ nghèo phát triển sản xuất với tổng số tiền trên 330 triệu đồng, ủng hộ 687 triệu đồng cho học sinh nghèo. Những việc làm thiết thực của Ban vận động Ngày vì người nghèo các cấp đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh xuống còn 2,15%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Toàn bộ nội dung chương trình quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên website namdinhtv.vn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.